các bạn, con gái mình nó ngồi ngắm biển nè bạn. Nó mới ngủ dậy. Đây là lần thứ hai bé được ra biển sau gần 2 năm. Thì lúc đầu khi mà bé thấy nước biển bé sợ lắm. Nhưng mà lúc mà Dũng bồng bé lên cho bé đi ra rồi nhúng chân bé xuống thì bé hết sợ luôn. Cuộc sống thì nhiều bận rộn. Chỉ những giây phút này là lúc mà gia đình mình thấy bình yên nhất. Được đưa vợ con ra biển, ngắm biển. Lần đầu con gái ra biển, bé ngồi ngắm như người lớn vậy đó. Thấy thương gì đâu. Nhi muốn ngồi với ba. Ra biển lần đầu nên bé còn sợ. Cả nhà mình ra biển. Sao con muốn gì? À, biển đó. Nhi thích không? Bãi biển đó con. À, con muốn đi xuống biển hả? Muốn xuống biển không? Hả Nhi? Tí nữa ba cho Nhi xuống biển nha, chịu không? Sao nói con muốn gì? Con chó đâu rồi Nhi? Chó đâu? Con chó chạy mất tiêu rồi. Ở đây buổi chiều lý tưởng lắm bạn ơi. Mấy bé ra biển tắm nè. Các bạn thấy vui không? Lý thú. Con gái mình chơi đùa ở đây. Té đó Nhi ơi. Các bạn, Dũng cũng vừa mới tìm hiểu và biết ra được thêm một vấn đề nữa, đó là cái rác ở đây á, nó không phải một phần là do địa phương mà là do con nước, thì nó đi từ Vũng Tàu, con nước nó đánh dạt những cái rác kia sinh hoạt và rác phù sa thì nó sẽ dạt về bên bờ biển bên đây của Cần Giờ. Thì thông tin này Dũng cũng vừa tìm hiểu được qua người địa phương, người ta nói. Bởi vì mình thắc mắc vì sao mà bãi biển bên đây không ai khai thác để mà có một cái kinh doanh nó tốt hơn, thì bây giờ mình mới hiểu được vấn đề. Thì đây cũng không phải là cái mà riêng mình biết nữa. Những người dân ở đây mấy chục năm trời họ đã biết vấn đề này rồi. Chứ nếu không họ cũng đã tự khắc phục để mà có được cái nguồn kinh tế tốt hơn từ du lịch rồi. Thật là đáng tiếc. Vì Dũng thấy những cái góc độ theo ánh mắt của Dũng nhìn thì bố cục cảnh ở đây cũng đẹp lắm. Có thể nói là nhìn nó còn tự nhiên hơn là ở Vũng Tàu luôn á. Vũng Tàu thì đô thị hóa nhiều quá, còn ở đây thì nó còn rất là hoang sơ. Tiếc thật á. Nếu mà có một cái phương án nào đó để mà ngăn chặn rác này kia thì có lẽ là cuộc sống của người dân ở đây sẽ đỡ hơn nhiều. Không biết là nếu như mình ngăn lưới trải dài ở ngoài biển, mình chặn qua đó thì nó có ảnh hưởng gì tới cái thiên nhiên và cái đời sống của người ở đây hay không. Nhưng mà nếu dùng lưới để mà chặn rác lại và mỗi ngày có một cái đội công tác họ đi vớt rác từ ngoài khơi luôn, không để tràn vào trong bờ, thì có lẽ là cũng tốt hơn. Hy vọng là một ngày nào đó là
chính quyền địa phương cũng lên được một cái kế hoạch nào đó cụ thể. Còn cái chuyện hạ lưới như Dũng vừa nói đó là cái ý tưởng của Dũng để mà giúp cho mọi người thôi. Mong là một ngày gần nhất Cần Giờ sẽ sớm được cải thiện và đô thị hóa về đời sống, nhưng mà cảnh thiên nhiên vẫn giữ nguyên để mà cuộc sống của người dân được tốt hơn. Vài lời Dũng gửi đến mọi người, và mình cũng nhờ cộng đồng mạng chia sẻ vấn đề này để làm sao giúp cho Cần Giờ có được một cái phương án và được một cái điều kiện cải tạo lại môi trường thiên nhiên hoàn thiện hơn. Chúc huyện Cần Giờ sớm có được một tương lai sạch đẹp hơn. Dũng sẽ quay lại đây vào những ngày gần nhất và sẽ làm những vlog để mà nói nhiều hơn về thiên nhiên nơi đây, nếu như mình có điều kiện và mình có thời gian để đi đến đây, thì giúp được một tí nào đó trong điều kiện môi trường của Cần Giờ, Dũng sẽ cố gắng hết mình. Xa xa cảnh đẹp lắm các bạn, 11 bờ đá dăng ra tới đây, giống như là con nước đang đi vô nè, họ chặn phù sa lại sẽ tràn vô đây. Thì các bạn thấy nó hầu như ở trên những cái thềm đá này nè, toàn là cây mục không à. Rồi có bình nước, hộp mút mà đựng thức ăn, dép kẹp này kia, rồi lon nước kia, các cái những cái đồ vật mà trôi nổi được là nó đều bị dạt nằm lên trên cái bờ đá này hết. Còn dưới thềm đá mấy dưới thì nó sập, dưới bãi cát ngay nước biển á, thì nó chỉ là có vỏ sò thôi và phù sa, cho nên nước đen và cát cũng hơi ngà ngà đen. Đây các bạn, đây là phù sa và rác này kia từ con nước ngoài biển. Đằng xa xa phía Vũng Tàu cho dạt vào đây, chảy dài khắp cái bờ đá của Cần Giờ. Thì nếu như ngày nào cũng như vậy hoài thì cuộc sống của người dân ở đây khó phát triển được. Nhưng mà nếu mà dùng lưới để mà chặn rác thải từ ngoài xa ngoài kia đó, thì kinh phí từ đâu, ai là người đầu tư và bao nhiêu cho đủ, Dũng cũng không biết giải pháp nào cho tốt nữa. Nhưng mà Dũng chỉ có ý tưởng là dùng lưới để chặn lại và có đội đi vớt. Hy vọng là một ngày nào đó cuộc sống của người dân ở đây tốt hơn, không còn rác nữa, để mà du lịch của người dân ở đây được phát triển. Các bạn, bây giờ Dũng sẽ cho con gái Dũng xuống biển, mình cho bé xuống dập nước một tí. Bây giờ là 3 giờ mấy chiều, cho bé xuống dập nước xíu rồi gia đình mình đi về. Giờ này cũng mát rồi. Qua góc đằng kia có cây đẹp quá. Ê bạn, biển chiều đẹp chưa, nắng xuống rồi đó, đẹp quá luôn. Đây, giờ chúng ta sẽ đi xuống biển nha. Đây bạn, dưới chân Dũng toàn là đá thôi, rất là khó đi. Wow, mình đã xuống được rồi. Đây vậy, xuống đi, đi chơi đi con, ra biển đi, ra nước đi. Rồi con đi đi. Wow, con gái mình đã biết ướt.
đi theo ba ra đây, đi 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 với ba. Đây là gì? Đau đó. Đi đi ra, đi ra. Ra với ba nè. Quá đã quá. Ra đây, ra đây. Đã quá luôn. Yeah, tắm biển đi con. Thích không? Thôi, đứng đây thôi, không đi ra nữa, không ra nữa. Tới đây thôi, không ra nữa con. Quá. Đã chưa? Thích chưa? Nhi qua đây nè Nhi. Qua đây nè. Quá. Hãy đi qua, qua đây, qua ba, qua ba. Con gái Dũng nó sợ các bạn ơi. Đây qua tắm tay. Yeah. Yeah, Nhi đi với biển đây. Quá, wow, quá. Wow. Thích quá. Ok, rồi chơi đi, bé chơi đi, ba đây, yeah, thích quá, yeah. À, lần đầu tiên con mình ra biển, thành ra nó bé sợ cái lúc mà nước nó rút xuống á, nó sợ cát nó rút cái chân á, thành ra bé nó nhát. Bunta ba da. Lên bờ chơi đi. Lên bờ chơi thôi. Thích không nhỉ? Yeah. Buổi chiều ở đây cũng nhiều người tắm lắm bạn ơi. Xa xa đằng kia rất là vui. Mọi người đang chơi bên kia kìa. Nhi đi Nhi. Nhi bển đi Nhi. Hôm nay con gái mình là nhân vật chính chơi dưới biển. Nhi thích quá. Thấy không con? Wow, ơi. Bé thích lắm mấy bạn ơi. À, Nhi thấy mấy bạn chơi Nhi mới hết sợ á. Chứ lúc nãy Nhi sợ Nhi không dám xuống nước. Nãy Nhi đứng cái nước biển đánh lên nó rút xuống Nhi sợ. Ui. Đi đi con đi đi. Yeah. Nắm tay dắt ba đi đi. Con dắt ba đi đi. Quá. Wow. Nhi 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 Nhi. Nhi ba cho Nhi nè. Vỏ sò đẹp quá. Nè, vỏ sò, cảm ơn ba. Đẹp quá, vỏ sò đó. Chơi đi, ba đứng đây nè, ba đứng cái này nè con chơi đi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Không ra xa. Bé khoái quá rồi kìa. Bây giờ bé hết sợ rồi, bé khoái rồi.
Thì các bạn ngày hôm nay sóng êm lắm, sóng rất là êm. Bãi biển này Lý Thú á, mình cũng không nghĩ là Cần Giờ lại có một cái bãi này nữa, nó cũng sạch lắm. Thành ra lần sau là Dũng sẽ đến đây nữa. Thì mình chia sẻ với các bạn rồi địa điểm vị trí rồi đó. Nếu mà bạn nào đã xem vlog của Dũng thì các bạn nên tới đây nha. Rất là ok luôn. Mình đến thứ nhất mình ủng hộ nước của các anh chị buôn bán ở đây. Thứ hai là mình vẫn được giải trí ở một cái bãi biển, chỉ cần đi đoạn đường gần thôi, không xa. Tuy là nước của biển phù sa cửa sông nhưng mà không có rác kia nhiều, cho nên nó cũng sạch sẽ, phù hợp cho chúng ta đến đây để tắm. Cái ba ni lông rồi con, đâu có gì sợ. Đi qua đây ba, qua đây ba. Đi đi qua ba, đi qua đây với ba, đi. Đi, không sợ, có ba đây. Không sợ nha. Đã không vậy? Đã không? À, ba nghĩ là Nhi đi lại đằng kia đi, đằng kia nó sạch hơn cơ. Đi, đằng kia sạch hơn. Con đi đi, con đi đi, con đi lại đằng này, con đi lại đằng. Đi ra ngoài, đi đi vòng vô, đi vòng vô. Vòng vô đi, đi qua, đi theo ba này, đi theo ba nè, qua đây với ba. Qua đây, nắm tay ba. Các bạn thấy đã không? Bãi biển thú vị, quá đẹp luôn. Buổi chiều đây ánh nắng đẹp quá. Đây là cái giờ thích hợp luôn, 3 giờ mấy chiều, nắng rất là đẹp. Dũng nghĩ là không đến đây một lần ở cái vị trí này là rất là uổng luôn. Tuy là nước không đẹp thôi nhưng mà cảnh rất là đẹp. Rồi con chơi đi, con chơi đi. Đi qua đây với ba này Nhi. Đi qua đây ba. Qua đây, qua đây, qua đây. Đi qua đây ba. Đi con. Đi qua đây ba. Sóng biển đánh nhẹ nhàng. Ở đây xuống chơi cũng thú vị. Chỉ có cái là ở dưới nền cát đó là vỏ sò dụng dụng nhiều. Nó phù sa tồn động ra đây. Yeah, con mình giờ chịu dọc nước luôn rồi. Đã quá, thích quá. Thích không? Ba lấy dê nè. Không có, ở đây không có lặn được con. Đây chỉ đứng thôi, không lặn được. Wow, nước bắt đầu lên rồi bạn ơi. Nhi lên đây với ba đi, Nhi lên đây với ba nè. Lên đây, lên đây. Nhi lên đây với ba nè, nhanh lên. Đi lên, đi lên, đi lên. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Hai ba nhảy, 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 hai ba nhảy. Nhảy đi con. Nhảy, nhảy lên hai ba. À. Vỏ sò của con hả? À? Mất cái vỏ sò của con này hả? Đây qua đây ba cho Nhi vỏ sò mới nè, Nhi, 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 Nhi. Nhi, Nhi. Đẹp nè, ba có đồ đẹp nè. Đây nè, vỏ sò nè, lấy đi, con lấy đi, vỏ sò đó. Đẹp nè. Quá. Wow. Rửa đi, rửa sò đi. Xuống nước rửa đi. Đây là niềm vui của cái nhà Dũng. Đó là con gái.
Thì lần đầu tiên con gái được ra dọc nước biển, bé thích lắm. Nè con, sò nè, cầm cầm chắc nha, cảm ơn ba. Nhi à, đi lên đi con. Ba lên nè. Ba lên đây. Lên không? Lên. Ba lên đây. Giờ này ánh sáng đẹp quá các bạn ơi. Để đi xả chép thì biển này dọc nước được chứ không tắm được. Tại vì nó nhiều cái vỏ sò quá. Con gái mình xuống dọc nước khoái lắm. Đã không Nhi, đã không? Nhi, cái này gọi là biển nè. Cái này nè, ba lượm cho. Đây con. Cái này gọi là biển. Nói đi, biển. Biển. Chỉ là biển. Biển, tắm biển đi. Hai ba nhảy lên, nhảy lên. Sóng vô là nhảy lên nha. Đối với con gái Dũng thì cái này còn mới lạ lắm, thành ra bé thích lắm. Bé đang tìm hiểu xem mình đang sử dụng những cái đồ gì dưới nước, dưới cát. Dính hả? À, con rửa đi, con rửa tay đi, con rửa tay đi. Hoặc tay xuống nước rửa. Hoặc tay xuống nước rửa. Rửa đi, rửa nước đi. Hoặc tay xuống đó. Xong rồi, hết rồi. Yeah, yeah, yeah. Hết sợ nha. Yeah, cát đó. Nó nhát lắm, nó nhiều thứ nó chưa biết á. Con muỗi đậu lên tay nó kêu ba, nó chỉ vô con muỗi mà nó không dám đuổi nữa. Và bây giờ nó xuống biển á, cát dính lên tay nó mà nó sợ la. Thì Dũng chỉ cho con phải hoặc tay xuống nước để mà rửa tay. Bé còn sợ nước luôn, thằng bé cứ đi theo Dũng không à. Ok các bạn, thì hôm nay cuộc vui như vậy cũng là trọn vẹn đối với Dũng rồi. Dũng hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn đi đến những cái vùng biển đẹp hơn để mà cho con Dũng và vợ Dũng được xả chết giải trí. Các bạn ơi, thì trời kia cũng bớt nắng rồi, trời đẹp rồi và mát. Bây giờ cũng là khoảng gần 4 giờ chiều rồi. Dũng và vợ con sẽ di chuyển về Sài Gòn. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp sau nha. Chúng ta sẽ tiếp tục du lịch đến một nơi nào đó, hoặc là ẩm thực và chia sẻ công nghệ. Ok, thân ái, chào các bạn. Bye, bye đi con. Bye. Ok.